À, Điền mới đi ăn cưới về anh chị ha. À, đây còn mang giày luôn này. Nói chung là Điền đang ăn cưới thì chưa kịp ăn cái nồi lẩu luôn anh chị, thì nghe cái anh chủ này anh kêu bán cái mặt tiền đường 274 đó mà giá có hơn là 2 tỷ thôi, giá hơn 2 tỷ thôi mà có dãy trọ, có kiosk kinh doanh này kia luôn đó, thì Điền nghe của nó giá có quá hợp lý đi. Đây là Điền vội đi quay cái bất động sản này gửi tới cho cô chú nhà mình cùng xem ha. Thì đi nghe thì 27/4 thì đi nghe quái lạ nào 27/4 sao mà nó rẻ quá vậy? Tại vì 27/4 là cái đường kinh doanh huyết mạch của thị trấn Phước Bửu anh chị. Đó. Nói chung là cô chú nào mà rành ở dưới này á, thì nói tới 27/4 thì chắc chắn anh chị sẽ biết ha. Đó. Và hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở thuộc xã Phước Thuận, đó, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái chỗ vị trí Điền đang đứng đây là dường như là ngay trung tâm huyện đó anh chị ha. Đó. Mà đi nghe nói 274 thì 274 này là 27/4 nối dài thôi chị ha. Đó, đường này là đường nhựa nông thôn. Đó. Đường 274 thì mình chạy thẳng qua luôn ha, nói chung là đi khoảng vài trăm mét, 200-300 mét gì, 200 mét ha. Mình sẽ giao với là đường Xuyên Phước Cơ anh chị. Đường Xuyên Phước Cơ đó là đường huyết mạch đi xuống biển Hồ Tràm anh chị ha. Thì mình đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 8 cây số thôi, chưa tới anh chị ha. Còn mình đi thẳng luôn á là đường đó là đường 274 anh chị nha. Thì mình đi thẳng luôn là đi vào trung tâm thị trấn Phước Bửu, nói chung là kinh doanh sầm uất. Cái chỗ này thì trung tâm huyện của huyện Xuyên Mộc rồi, nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ cái gì. Đi ra khoảng 200 mét thôi. Còn cái hướng ngược lại đây, nói chung mình đi vào khu dân cư ha. Đường thông thường có thể ra quốc lộ 15 được này. Thì nói chung là khu này khu dân cư kinh doanh mua bán quá trời luôn gì ha. Ô tô né nhau thoải mái này. Như đối diện đây thì có cái quán karaoke ha. Có tên là Liberty. Đó. Còn đầu này thì có motel, hotel, nhà nghỉ, khách sạn rất là nhiều luôn nha. Mà nay Điền xin được giới thiệu tới cái sản phẩm ha. Nói chung là cái sản phẩm nằm mặt tiền đường này luôn. Hiện tại gia chủ mình đang ngợp anh chị ha. Thì trước tiên thì Điền sẽ nói sơ về cái thông tin pháp lý của bất động sản này anh chị nha. Thì bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 6 mét mặt tiền anh chị. Hiện tại là trên bất động sản mình đã có xây dựng rồi. Đó. Ngang 6 sau là gần 36 mét ha. Đó. Và có tổng diện tích là 211 mét vuông anh chị, 211 mét vuông và đang có sẵn là 100 mét thổ cư đất ở đó anh chị ha. Nói chung là xã Phước Thuận này tương lai sẽ lên thị trấn. Hiện tại quy hoạch mình là quy hoạch đất ở tại đô thị nhưng mà trên sổ mình là đất ở nông thôn anh chị ha, đất ở nông thôn thuộc xã thôi. Đó. Là 6 mét anh chị nha. Đó. Tổng diện tích là 211 mét vuông và đang có hướng là hướng tây bắc anh chị, hướng này hướng tây bắc anh chị ha. Đó. Ở trước đất thì có một cái kiosk ha, nói chung là một trệt một lầu, có thể kinh doanh mua bán được anh chị. Nói chung là trước thì gia chủ mình cũng có kinh doanh đó nhưng mà sau này làm ăn thua lỗ quá không không vận hành nữa. Và đặc biệt trong bất sản mình có một cái dãy trọ anh chị ha, một trệt một lầu luôn. Cái dãy trọ này rất là đặc biệt luôn anh chị nha. Mới nhìn vô thì cô chú nhìn cứ nghĩ là nó sẽ có là 12 phòng trọ. Chị thấy này. Đó, giống như kiểu lên tấm vậy anh chị ha. Đó. Anh chị thấy này. Đó. Có 6 phòng anh chị nha. Đó, nói chung là mới nhìn vô là mình cứ nghĩ là 12 phòng nhưng mà không phải, đây là một một phòng là có một cái tầng riêng anh chị ha. Đó. Đó, đều có là rào lan can rồi kia rào lại hết đó chị. Đó. Hiện tại là nói chung là gia chủ mình cũng đang cần bán nên là không có vận hành cho thuê anh chị ha, đang ngưng hoạt động. Đó. Bây giờ Điền mời cô chú ha, theo chân Điền đi vào review sâu chi tiết bất động sản nha. Phía trước mình thì có một cái kiosk một trệt một lầu ha để mình kinh doanh mua bán. Đó. Và phía trong đây thì có dãy này có 6 phòng ha. Để Điền quay cái này trước ha. Này thì gia chủ mình đang thuộc dạng là đang sửa sang lại ha, đang sửa sang lại nên phòng này đang sửa này. Có hệ thống điện mỗi cái đồng hồ riêng của mỗi phòng anh chị ha, có camera luôn, camera giám sát điện này có sẵn luôn. Nói chung là công năng thì đã có sẵn rồi nhưng mà gia chủ mình đang được gọi là đang ngưng hoạt động, đang ngưng cho thuê.
Nếu mà khu vực này mà cho thuê phòng trọ thì ít nhất một phòng này là 2 triệu chị, 2 triệu một phòng nha, một tháng nha. Đó. Điện nước thì người thuê tự tự chịu anh chị. Đó. Toilet thì nằm đây ha, toilet nằm đây. Còn đây là bếp, khu vực bếp ha. Còn phía trên này thì mình có thể là cho người thuê người ta tận dụng là phòng ngủ, làm phòng ngủ trên này anh chị ha. Đây là khu vực phía trên của trọ mình ha. Còn ở đây là khu vực phía lan can ở ngoài. Đó. Ngoài này có thể là phơi đồ này kia này. Đó. Mỗi phòng đều có đồ ngăn vách của từng phòng hết anh chị ha. Đó. Rộng rãi thoáng mát. Như cái đường bên hông này là không phải là bất động sản, mình không phải là hai mặt tiền anh chị nha. Đường này là cái đường lối đi vô của cái bất động sản, một cái bất động sản nào trong này ha. Đó. Nói chung là không phải hai mặt tiền nha. Đường này đường đi nội bộ của đất sau thôi. Rồi. À. Nói chung là có 6 phòng thì điện quay được gọi là quay mẫu một phòng thôi ha, tại vì tất cả cái thiết kế xây dựng của các phòng này thì tương tự như nhau anh chị ha, cũng không có gì khác biệt. Thì mỗi phòng thì có diện tích xây dựng khoảng đâu đó khoảng gần 30 mét vuông ha. Đó là tính luôn là sàn trên luôn chị ha. Đó. Một trệt một lầu đó. À, đồng hồ nước của từng phòng đó chị này. Đó. Khu vực này thì sử dụng nước nước sạch rồi chị ha. À. Nói chung là bốn trên bốn xã mình có nước giếng luôn. À. Mình muốn sử dụng nước nào cũng được. À. Rồi bây giờ điện sẽ đi ra ngoài ha. À, điện sẽ đi vào quay cái kiosk. À. Đây. Đây là cái kiosk kinh doanh của mình anh chị ha. À, mình có thể kinh doanh được này và cho thuê kinh doanh cũng được. Thì nếu mà rẻ rẻ thì mình cho thuê khoảng là 3 triệu tháng. Còn mà nếu mà kinh tế ở đây mà có tốt hơn, phát triển hơn thì mình có thể cho thuê hơn được cái giá đó luôn anh chị ha. Nói chung là nếu mà cái bất sản này mình mua về thì mình có thể được gọi là có nguồn thu liền cho anh chị luôn ha. À, mỗi phòng 2 triệu thì 6 phòng hay là hết 12 triệu này. Đó, cái này khoảng 3 triệu đi, cho 3 triệu đi. Nói chung là giá này giá rẻ nha. Đó là giá rẻ đó. Là khoảng 15 triệu một tháng này. Đó. Đi xin được báo giá luôn ha. Giá bất động sản mình đang cần bán là 2 tỷ 7 90 triệu đồng ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng anh chị. Đó. Và bây giờ điền lên từng trên ha. Đó. Ở dưới mình có thể kinh doanh mua bán và ở trên mình có thể là làm một cái khu vực phòng ngủ phía trên này được anh chị ha. À, nói chung là giống như một cái làm giống như một căn hộ được luôn á chị ha. À, rất là rộng. À, ở dưới kinh doanh mua bán ở trên mình ở ha. À, vừa ngủ nghỉ vừa có, nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ này. À, chỗ này thì cửa sổ cũng làm chưa xong rồi chị ha. À, quá đẹp. À, tổng diện tích là 211 mét vuông. À, nói chung là cái xây dựng của gia chủ mình thì gọi là làm dường như là full luôn cái diện tích bốn sàn của mình rồi, nở hậu là 6 m1 vậy. Đường này thì tương lai sẽ mở rộng nữa anh chị nha. Đó, đường này tương lai mở rộng thì nó quy hoạch mở rộng có vỉa hè này kia luôn đó, mình thông qua bên chỗ đất đỏ láng dài luôn vậy ha. Đó. Nói chung là đường thông thương đó. À, nó sẽ nối ra được cái quốc lộ 55 luôn gì. À, hiện tại là đường này nó dường như là song song với lại quốc lộ 55 vậy đó. Ở đi ra thì bến xe với lại giáo xứ rồi chợ đầu ủy ban này kia đầy đủ gì. Rồi, có chú nào mà quan tâm bất động sản thì liên hệ Điền nha. À, Điền xin nhắc lại một lần nữa, bất động sản mình đang có diện tích là ngang 6, sâu là 36 ha. Có sẵn 100 đất ở thổ cư nha. À, và nở hậu là 6 mét mốt cái gì ha. À, giá bán là 2 tỷ 7 90 triệu đồng. À, cô chú nào đi ra thì chỉ thì mình có thể gặp được tiếp chủ để thương lượng thêm phần giá gì. Giá hiện tại thì quá là rẻ rồi. À, và Điền cũng xin kết thúc video clip tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Cô chú gì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để được xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.
desk.